nằm mơ thấy thầy chùa, sư thầy trong mơ có lẽ là giấc mơ ẩn chứa đến bạn những yếu tố tâm linh và triết lý. Thường nó sẽ xảy đến với những người có tinh thần hướng Phật hoặc theo đạo. Nhiều người cho rằng nằm mơ thấy thầy chùa, Phật tử hay sư đều sẽ mang đến cho người mơ điểm báo lành. Vậy giấc mơ thấy thầy chùa có điểm báo gì, đánh số mấy để được may mắn? Hãy cùng chúng tôi giải mã thật chi tiết giấc mơ của bạn thông qua video dưới đây nhé. Bạn thấy hình ảnh một thầy chùa tụng kinh trong mơ là điểm báo xấu cho bạn. Bởi hình ảnh các nhà sư tụng kinh thường sẽ liên quan đến người chết với các ngày lễ 49 ngày, 100 ngày. Vào những ngày như thế người A sẽ mời những vị sư thầy về làm lễ tụng kinh cúng siêu độ cho người đã khuất. Nếu một người nằm mơ thấy sư thầy đang tụng kinh tức là đang ám chỉ cái chết đang đến rất gần với người đó. Nếu thấy hình ảnh thầy chùa vào nhà mình xin cơm chay hoặc nước uống thì đây là điểm báo tốt cho bạn. Giấc mơ dự báo sắp có điều may mắn xảy ra với gia đình bạn, chủ yếu thiên về tài chính gia đình. Nếu bạn nằm mơ thấy thầy chùa bị chết thì đây là dấu hiệu mang đến sự may mắn. Theo kinh Phật, mỗi vị sư chính là một vị thánh sống. Khi bạn nằm mơ thấy mình đang nói chuyện với thầy chùa thì đây là điểm báo cho biết cuộc sống tương lai của bạn sẽ có những sự thay đổi lớn và tất cả theo chiều hướng tốt hơn. Mơ thấy thầy chùa cho tiền, giấc mơ này nhắc bạn không nên tham lam những thứ không thuộc về mình, hãy làm những việc đúng với lương tâm. Mơ thấy thầy chùa đang ăn cơm, giấc mơ này báo hiệu bạn sẽ được mời tham dự bữa tiệc quan trọng trong thời gian tới. Mơ thấy thầy chùa đang khóc, giấc mơ này cho biết bạn đang cảm thấy hối hận về những điều sai trái mình đã làm. Mơ thấy thầy chùa đang đi xin cơm, giấc mơ này khuyên bạn nên mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Mơ thấy thầy chùa đang cười, giấc mơ này có ngụ ý báo hiệu cuộc sống của bạn luôn trong tương lai sẽ rất hạnh phúc. Mơ thấy thầy chùa đang giảng kinh, giấc mơ này cho biết tương lai bạn sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió lớn. Mơ thấy mình bị thầy chùa mắng, giấc mơ này khuyên bạn nên thường xuyên làm việc tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Mơ thấy thầy chùa đánh con gì, số mấy. Giấc mơ không chỉ đem đến cho bạn những điểm báo, nó còn đem đến cho bạn những con số may mắn để bạn thử vận may của chính mình thông qua giấc mơ. Hãy tham khảo các giấc mơ tương ứng dưới đây để biết giấc mơ của bạn có con số nào may mắn nhé. Giấc mộng thấy nhiều nhà sư là một điểm xấu, điều may mắn đang dần biến mất. Chúng có thể bị người khác cướp mất hoặc do bạn tự đánh mất. Khi có quý nhân phù trợ, bạn đã không biết trân trọng. Vì vậy, khi mất đi khiến mọi thứ xung quanh trở nên khó khăn hơn. Nhiều người lo lắng khi mộng thấy mình là một thầy tu. Họ suy nghĩ rằng có phải hay không đây là giấc mơ mang điểm báo mình sẽ đi tu. Xin trả lời rằng không hẳn như vậy. Mộng thấy mình là thầy tu là lời nhắc nhở bạn nên đi chùa nhiều hơn để thấu hiểu nhiều hơn. Mộng thấy trụ trì của một ngôi chùa nào đó cho thấy bạn là người có duyên với Phật Pháp. Bạn là người thông minh, ngộ tính cao, nhưng lại ghét cuộc sống bon chen, chỉ muốn hướng tương lai đến sự bình yên và ổn định. Mơ thấy thầy chùa cho tiền. 16, 61. Mơ thấy thầy chùa đang ăn cơm, 19, 54. Mơ thấy thầy chùa đang khóc, 13, 83. Mơ thấy thầy chùa đang đi xin cơm, 25, 37. Mơ thấy thầy chùa đang cười, 07, 67. Mơ thấy thầy chùa đang giảng kinh, 03, 88. Mơ thấy mình bị thầy chùa mắng, 25, 75. Trên đây là những giải mã giấc mơ thấy thầy chùa là điểm báo gì. Đánh con gì để được may mắn cho bạn có được câu trả lời cho giấc mơ của mình. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì hãy để lại comment để được hỗ trợ nhanh nhất bạn nhé. Ngoài ra, bạn có thể truy cập ngay sổ mơ toàn tập để xem được hàng ngàn các giấc mơ được giải mã bởi chính các chuyên gia nhé. Chúc các bạn may mắn!